Ok, có hình anh ơi, có hình rồi. Ok, ngon lành. Tí nữa cho anh coi hình nha, cuối clip coi hình nha. Ê, cả thấy con bọ ngựa đứng giữa đường đẹp quá nè mọi người. Chụp 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 chụp. À ghét. Chụp mày luôn. Hello mọi người, Ca đây, Ca đây. Trước khi vào clip thì Ca muốn thông báo cũng như là xin lỗi tới mọi người, tại vì thời gian qua kết ra clip cũng như là phim Hí Crush bị tạm hoãn quá lâu vì lý do là cái máy Ca nó bị hư. Nhưng bây giờ thì đã hoàn thành rồi, đã sửa xong, cho nên sẽ có phim Hí Crush vào cuối tuần này cho mọi người nha. Trở lại với clip ngày hôm nay, tôi là Ca, cho ai chưa biết. Chào mừng mọi người lại đến với chuyên mục Chuyện của Ca. Như mọi người cũng đã biết thì ngoài việc là một YouTuber chuyên chơi game Play Together ngu như bò ra thì tôi còn là một anh thợ chụp hình xấu như chó nữa. Sao mình cứ thích tự chửi mình đó nhờ? Tự chửi mình mà còn tự hào nữa chứ. Ảo thật đi. Hôm nay thì nhân dịp ế show, không có ai thuê tôi đi chụp hình cho nên tôi sẽ vào game để báo. Tôi sẽ đóng vai là một anh thợ chụp hình đường phố nhưng chỉ ở cái đảo Kaya với con máy ảnh màu đen mà đéo biết là của cái hãng nào. Chỉ biết là nó màu đen kèm thêm một cái đèn flash với bộ trang phục quen thuộc mà tôi vẫn thường mặc mỗi khi đi làm. Tôi thường mặc một cái quần thun hoặc là quần tây cho thoải mái. Tại tôi dễ ra mồ hôi mà mặc đồ kính thì mồ hôi ra thúi cái nách lắm. Để bật bài nhạc lên cho nó có không khí, nó chiêu chiêu để dễ chụp hình nè. Ấy da, có con ma kìa, con ma Binz à, ma màu hồng. Trước khi vào buổi chụp hình thì tôi muốn nhắc cho mọi người đăng ký kênh Ca chưa? Theo khảo sát thì chỉ có 9,4% người xem kênh của Ca đã đăng ký kênh, còn lại là 90,6% người xem chưa đăng ký. Coi chùa à. Đăng ký đi mọi người, năn nỉ vào việc. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, giờ chỉ việc dắt máy đi lụm thôi. Địa điểm đầu tiên mà tôi sẽ chụp là Playa, nơi quen thuộc cho tất cả mọi người. Và về chụp hình thì cũng khá đơn giản, để có một tấm hình đẹp thì chúng ta phải canh được cái bố cục đẹp cho bức ảnh. Bố cục là gì? Bố là bao bố, cục là đùa thôi. Bố cục là kiểu cách mà bạn sắp xếp chủ thể cũng như là background hòa với nhau, làm sao để mà mình truyền tải được bạn muốn chụp cái quần gì. Nói nôm na là cái góc để mà bạn chụp hình á. Ok, điều thứ hai không kém phần quan trọng đó là bạn phải biết tạo dáng cho mẫu của bạn, ý là biết cách giao tiếp á. Rồi sẽ qua một xíu mày, qua trái rồi đứng yên cười, cười đi, rồi nín không cười nữa, giơ tay lên đầu, giơ chân lên luôn, giơ lên, giơ vừa thôi má. Rồi ok, đó phải từ đầu cũng vậy, phải ngon lành không? Trời trời. Bỏ qua phần bố cục, do hôm nay là kiểu mình đi chụp đường phố, thấy gì chụp đó, săn ảnh thôi cho nên cứ thấy đẹp là lụm là chụp. Thí dụ như anh cảnh sát nè, đó với con trai ổng á. Hai cha con này có suốt ngày dắt nhau đi vòng vòng Plaza để nhờ người dân kiếm chó với kiếm túi xách cho ổng. Ê, ca thấy con bọ ngựa đứng giữa đường đẹp quá nè mọi người. Chụp 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 chụp. Ý là chụp hình á. Ê, ý đang chụp hình không nổi đâu vậy? Ồ, bà Bi nữa chứ. Ủa, con mất tiêu vậy? À, ghét. Chụp mày luôn. Xích lô đây, xích lô đây. Ủa, mình đang làm thợ chụp hình mà. Uầy, anh đánh đèn này nhìn ngầu quá nè. Đinh 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 đinh. Chụp hình không anh này? Để em làm anh tấm nha. Vô này, tao tao đứng 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 nghiêm nghiêm anh nè. Rồi. Bóp. Rồi ok, có hình anh ơi, có hình rồi. Ok, ngon lành. Tí nữa cho anh coi hình nha, cuối clip coi hình nha. Ê, ở đây có cái đốm lửa vui quá nè mọi người. Ui, cái đốm lửa này hôm bữa thấy có Mika có review rồi nè. Hình như là nó kiểu, nó là cái lỗi là gì mọi người biết cái đốm lửa này là cái gì không? Ý, lâu lâu cứ thấy á, có khi ở nằm ở biển cũng có nữa. Để gia tăng được cái sự uy tín trong từng bức hình của tôi chụp ra, mặc dù là người ta chưa được xem hình, thì tôi đã lựa chọn cái mặt này. Đây, cái mặt của tôi. Thấy cái mặt của tôi ấy, mọi người không zoom gần lại cho mọi người coi. Tôi đã qua tới bệnh home để báo rồi mọi người ạ. À. Ý để chụp hình chứ lộn lộn để chụp hình. Ý vô bệnh viện chụp coi trong bệnh viện có gì vui không. Ý mọi người, bạn bị bệnh nè, mọi người có hình dung được cảnh khi mà mọi người giơ máy chụp hình hay là giơ điện thoại lên để chụp một ai đó, cái người đó ý tạo dáng luôn kìa, cái người đó lại quay qua nhìn bạn và hỏi một câu đầy trìu mến, bạn bị bệnh. Anh bác sĩ này nhìn mặt khó quá, thôi đi ra ngoài đi. Kiểu chụp hình ổng mà không xin phép ổng, tí nữa ông lấy kim ông chích vô đít á. Mà kim gì thì để biết. Ấy da, chú mờ nè mọi người, để chụp hình chú mờ lái xe buýt nè. Chú ơi dừng lại cho con xin tấm hình chú ơi. Ấy đứng đây canh chú lên đi chụp hình chú. Này chắc chú dừng lại cho mình chụp hình thôi, không sao không sao. Ấy đẹp rồi chú ơi, đẹp đẹp. Ê chú ơi. Từ 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 chú ơi, bình tĩnh chú ơi. Con còn trước mặt chú mà. Trời ơi, có phải cái điểm mù đâu. Đứng đứng từ từ từ. Xin tấm hình chú ơi, con săn ảnh, con thợ chụp hình. Thôi đi qua góc bên này. Qua đây mình đứng mình me ổng. Ổng đi qua đây thì mình chụp. Ý. Vô nè, 1, 2, 3, cười lên chú ơi.
Ai không biết có cười không chứ mà tôi muốn nhe răng rồi đó. Ấy né 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 né. Xém mới đi rồi. Ấy tôi mới phát hiện ra con bọ rùa màu đỏ nè mọi người, nhìn cũng đẹp quá nè, đang bu trên cây nè, chụp mày luôn. Ấy qua chụp Nhi tấm hình luôn mọi người ạ. À. Ủa Nhi đang like à? Ý đang like à? Đang like để qua chào mọi người. Chào mọi người kênh của Xuân Nhi nha. Mình vô duyên quá nhờ, tự nhiên mình qua cái mình kêu để mình chụp hình. Rồi mấy anh ơi cho em xin tấm hình, mấy anh ơi cho em xin tấm hình. Rồi xong phí mẫu ảnh 50.000 luôn. Ê lộn 500.000 luôn. Thôi nghỉ. Người quen nè mọi người, người quen nè. Bún đậu nước mắm nè, bét của anh da xanh ốm yếu nè. Hoài cái đang kêu tạo hình để đã tạo dáng để cho ca chụp nó mới tấm hình. Ra chặn đầu xe buýt đi chụp hình cho đẹp. Nó làm thiệt kìa mọi người. Hoài coi coi cá sấu bị xe buýt dí rồi mọi người. Bây giờ ca cũng chụp hình không kịp nữa mà ảnh cũng không thể nào mà ảnh dừng lại để tạo dáng được nữa. Ê, cá sấu bị xe buýt dí. Cá sấu bị chú mờ chạy xe buýt dí. Ấy cái ta này cái bánh xe buýt rồi nè. Rồi dừng rồi. Rồi ngon lành, có chỗ chụp hình rồi. Ok. Hình đẹp lắm. Tới cuối clip coi hình nha, cuối clip cho coi hình. Ok. Rồi xong in memory of cá sấu luôn rồi. Ok mọi người ạ, buổi chụp hình hôm nay tới đây thôi. Bye bye mọi người. Buổi chụp hình hôm nay cũng khá là suôn sẻ, mọi thứ đều diễn ra rất là tốt đẹp. Bây giờ thì mình lên phòng mình làm hình thôi, chép file ra rồi làm hình thôi để cho mọi người coi những bức hình của ngày hôm nay để kết thúc clip. Vô phòng vô máy mình làm đi. Đấy, như mọi người đã biết với cái trình độ chụp hình của ca thì hình ra rất là nhức cái nách. Ok nha, bây giờ vô máy rồi làm hình thôi. Cho mọi người show hình cho mọi người coi thôi. Hình không đẹp không lấy tiền. Coi hình. Chết mẹ rồi. Sáng giờ chụp hình chưa gắn thẻ nhớ.